Đạo Đức Kinh, Tứ Đại Quy Tắc, Nhân Sinh Kinh Điển, biết càng sớm càng thọ ích. Thưa quý vị, nhân sinh tứ thủ, bốn điều cần thủ vững trong cuộc đời, không đặt nặng mục tiêu về việc làm nên chí lớn hay thành công, mà cốt là gây dựng nên cốt cách con người. Nhân sinh tứ thủ là quy phạm đạo đức, tu thân dưỡng tính của người Trung Hoa thời xưa. Vậy, bốn điều cần thủ vững trong cuộc đời là gì? Hãy cùng phân tích về bốn điều này nhé! Nếu thấy video này hay, ý nghĩa, quý vị hãy dành cho kênh một like, một đăng ký kênh. Đó là động lực lớn nhất để cho ban biên tập chúng tôi ra tiếp video. 1. Thủ khiêm tốn. Giữ đức tính khiêm tốn. Trong sử ký có viết rằng, thời trẻ Khổng Tử từng hướng Lão Tử thỉnh giáo đạo lý làm người. Lão Tử nói với Khổng Tử: lương cổ thâm tàng, nhược hư, quân tử thịnh đức dung mạo nhược, ngu. Người buôn giỏi thường khéo giữ của quý giá, như không hề có gì. Người quân tử đức tính dung mạo giống như kẻ ngu ngơ. Lão Tử nói với Khổng Tử rằng: nhí yếu, khứ điệu kiêu ngạo, chi khí hòa, tham dục chi tâm, như thử tài năng thành vi thánh nhân, giá tiện thì sợ vị đích, đại trí nhược ngu. Tạm dịch: một người phải bỏ khí kiêu ngạo và tâm dục vọng mới có thể trở thành thánh nhân. Đây được gọi là bậc đại trí giả ngu. Từ xưa đến nay, bậc trí tuệ thực sự không bao giờ cậy tài mà kiêu ngạo, không khoan dung người khác. 2. Thủ tĩnh. Gặp việc lớn nhất định phải có tĩnh khí. Tĩnh khí là một loại đại trí tuệ mà người xưa tôn sùng. Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử viết: tĩnh vi táo quân. Tạm dịch: tĩnh là chủ của sao động, nóng nảy. Tĩnh có thể khắc chế được khí nóng trên thân thể người, làm mất sự nóng nảy trên cơ thể người. Trong Đại Học, tác phẩm Giả Tử Tư có ghi chép nhưng chưa xác định, cũng nói: tĩnh nhi hậu năng an, an nhi hậu năng lự, lự nhi hậu năng đắc. Tạm dịch: tĩnh rồi mới có thể an định, an định rồi sau đó mới lo nghĩ, mưu sự mà làm thành được việc. Có thể nói, tĩnh là an định, là yên ổn, là cơ sở, nền móng của suy nghĩ và làm thành việc lớn. Một người nếu tâm không tĩnh thì thực sự rất khó để suy nghĩ được vấn đề. Làm người, làm việc cũng nhất định sẽ ngạo mạn, kiêu căng, sốc nổi. Người có tĩnh khí sẽ cẩn thận quan sát, nhận định tình hình, xem xét thời thế, càng dễ dàng suy nghĩ được sâu xa mà tìm được biện pháp giải quyết vấn đề hay hiểu được đạo lý nhân sinh. Chỉ có người thủ vững được tĩnh mới có thể phát hiện được những điều tốt đẹp và hạnh phúc trong cuộc sống. Người kiêu căng sốc nổi, bước chân vội vàng, luôn lỡ bước mà bỏ qua cơ hội gặp gỡ những điều tốt đẹp trong cuộc đời. Chúng ta có thể sẽ trải qua những năm tháng phí phạm hay những lúc nhấp nhô trên đường đời, nhưng nếu bảo trì được thái độ và cách sống đạm bạc, thản nhiên tự tại, thì từ trong rối ren ấy có thể tìm được sự siêu nhiên và an định trong tâm mình. Khi ấy, chúng ta sẽ không bị phiền nhiễu và bị gục ngã bởi thế tục. Cuộc đời cũng sẽ rộng mở và sáng tỏ hơn. 3. Thủ thời, người quân tử chờ thời cơ. Thủ thời không phải là đúng giờ, mà là nắm chắc thời cơ. Trong Chu Dịch viết: quân tử tàng khí vu thân, đãi thì nhi động. Tạm dịch: người quân tử cất giấu vũ khí, chờ thời cơ. Có ý nói rằng người quân tử có tài năng, tài nghệ siêu việt hơn người, nhưng họ không khoe khoang, mà chờ đến khi thời cơ đến, họ đem tài năng, tài nghệ ra thi triển. Như Lá Thượng gặp Chu Văn Vương, chính là như vậy. Lời này cũng nhắc nhở chúng ta rằng, vào lúc chúng ta còn chưa được ai biết đến, thì phải tăng cường tu dưỡng, chờ khi cơ hội tới
mới có thể thi triển ra đầy đủ tài năng của mình. Có kiến thức thì không nghi ngờ, có lòng nhân thì không ưu tú, có dũng cảm thì không sợ hãi. Thời cơ, thời thế là khách quan, không phải là con người làm ra. Chúng ta không thể sáng tạo ra thời cơ, mà chỉ có thể làm tốt những gì chúng ta có thể làm. Chờ thời cơ, nắm bắt thời cơ. Đây chính là thủ thời. Một người biết thủ thời nhất định sẽ có sự chuẩn bị tốt, kỹ càng và không để thời cơ trôi qua một cách vô ích. 4. Thủ tín. Người không tín sao làm việc? Trong luận ngữ của Khổng Tử nói: Nhâm nhi vô tín, bất tri kỳ khả giả. Đại sa vô nghê, tiểu sa vô nguyệt, kỳ hà dí hành chi. Tạm dịch: Người mà không đáng tin cậy, làm sao làm được việc? Xe lớn mà không có cái đòn xe, xe nhỏ mà không có cái chốt nhỏ, làm sao dùng để đi đây? 544 trước công nguyên, Quý Trát phụng mệnh đi viếng thăm nước Lỗ. Ông có mang theo một đoàn tùy tùng và xuất phát từ thủ phủ của nước Ngô. Lúc họ đi qua khu vực nước Tử, chứng kiến cảnh dân chúng nước Tử an cư lạc nghiệp, cuộc sống giàu có yên vui, thì trong lòng họ không khỏi ngưỡng mộ. Vua nước Tử trước tới nay nổi tiếng là dùng nhân nghĩa đối đãi với dân chúng. Hôm nay được chứng kiến điều này, quả là danh bất hư truyền. Quý Trát liền nảy sinh ý muốn tới thăm hỏi vua nước Tử một chút để thổ lộ lòng ngưỡng mộ của mình. Vua nước Tử rất thích thanh bảo kiếm mà Quý Trát đeo trên người. Mấy lần ông ấy muốn nói nhưng lại không tiện mở miệng. Quý Trát là người thông minh nên chỉ liếc mắt đã hiểu thấu lòng vua nước Tử, muốn tặng lại thanh bảo kiếm cho vua nước Tử. Nhưng vì còn phải đi sứ nên ông chỉ tự hứa với lòng mình rằng sau này quay trở lại sẽ tặng cho vua nước Tử. Sau khi Quý Trát quay lại thì vua nước Tử đã mất. Dù không ai biết lời hứa của Quý Trát, nhưng ông vẫn cởi bảo kiếm và đeo trên cây cạnh phần mộ của vua Tử. Câu chuyện Quý Trát đeo kiếm làm nên bài học sâu sắc về giữ chữ tín. Dù chỉ là lời hứa, nhưng ông vẫn làm tròn ngay cả đối với người đã khuất. Tùy tùng của vua Tử thấy vậy liền ngăn cản và nói: Thanh bảo kiếm là quốc bảo của nước Ngô, sao có thể tùy tiện đem tặng cho người khác? Huống hồ bây giờ vua Tử cũng đã qua đời, thì cần gì phải tặng cho người thừa kế chứ? Quý Trát nghe mọi người nói vậy liền trả lời: Lần trước trong lúc nói chuyện với vua Tử, ta không tặng bảo kiếm cho ngài là vì ta còn phải có nhiệm vụ đi sứ nước Lỗ. Nhưng trong lòng ta sớm đã hứa sẽ tặng nó cho vua Tử rồi. Đã hứa rồi, sao có thể vì vua Tử đã mất mà lừa gạt lương tâm của mình đây? Hơn nữa, ta là công tử và là sứ giả của nước Lỗ mà lại không coi trọng chữ tín. Nếu như điều này truyền đi thì đâu còn mặt mũi nào mà đối mặt với mọi người. Người khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào đây? Thủ tín là một loại lực hấp dẫn của nhân cách mà có dùng bao nhiêu tiền của cũng không mua được. Đường đường chính chính làm người, quang minh chính đại làm việc, vĩnh viễn đừng bao giờ vứt bỏ sự tín nhiệm của người khác đối với bản thân. Bởi vì người khác tín nhiệm bạn, tức là giá trị của bạn đã nằm trong sự cảm nhận của người khác rồi. Thất tín là thất bại lớn nhất của đời người, thủ tín mới có thể được lòng người. Thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe triết lý nhân sinh trong 4 đoạn đối thoại giữa Lão Tử và Khổng Tử sẽ thay đổi tư tưởng cuộc đời bạn. Cuối thời Đông Chu, hai vị thánh nhân là Lão Tử và Khổng Tử của Trung Hoa đã gặp nhau nhiều lần. Tư tưởng của hai vị thánh nhân vừa không hề bị trùng lặp, tuy nhiên lại chung một mục đích để lại cho thế nhân những đạo lý làm người thuận theo tự nhiên. Một số đoạn đối thoại giữa Khổng Tử và Lão Tử sau đây sẽ giúp bạn cảm ngộ ra được nhiều đạo lý trong cuộc sống.
mong bạn sẽ tìm được ý nghĩa nhân sinh cho cuộc đời mình. Khổng Tử đến bái kiến Lão Tử để hỏi một vài vấn đề. Lời hồi đáp của Lão Tử khiến cho Khổng Tử vô cùng bội phục. Khi đệ tử hỏi Khổng Tử, trả lời đã gặp được Lão Tử. Bản thân Khổng Tử biết rằng chim có thể bay, cá có thể bơi, thú hoang có thể chạy. Chính bởi vì ông có thể dùng lưới để bắt thú hoang, dùng cần câu để bắt cá, dùng tên để bắn chim. Nhưng Lão Tử lại giống như loài rắn, có thể co duỗi, cũng giống như loại rồng, thiên biến vạn hóa. Thấy đầu mà không thấy đuôi, khiến người ta cảm thấy thâm sâu, không thể đo lường. Vậy, bốn đoạn đối thoại giữa Lão Tử và Khổng Tử là gì? Đoạn đối thoại thứ nhất. Khi Lão Tử tiến đưa Khổng Tử ra về, ông từng cảnh tỉnh Khổng Tử. Ta nghe nói, người giàu sẽ tiến người bằng tiền tài. Kẻ sĩ nhân nghĩa sẽ cho đối phương lời khuyên. Ta không có tiền tài, có thể đưa cho ông, nên ta cho ông vài lời khuyên vậy. Người thông minh dễ chết bởi vì thích châm chọc thiếu sót của người khác. Người lợi hại và thích biện luận dễ rước họa vào thân bởi vì họ thích nói về sai trái của người khác. Nếu như là hậu bối của người khác thì không cần đặt thái độ của bản thân ở trên cao. Nếu như là thuộc hạ của người khác thì không cần thể hiện bản thân mình cao minh. Đoạn đối thoại thứ hai. Lúc hai người cùng đến sông Hoàng Hà, Khổng Tử thở dài khi đối diện với sông Hoàng Hà. Khổng Tử nói, thời gian và sự việc phôi phai, cũng như nước sông cuồn cuộn chảy, bản thân mình tuổi già đến mà không biết mình phải làm gì. Lão Tử nói, nhân sinh và trời đất, bản lai và tự nhiên là một thể. Sinh lão bệnh tử của con người và xuân hạ thu đông của đại tự nhiên kỳ thực không có gì khác biệt. Tự nhiên mà sống, tự nhiên mà chết, thuận theo tự nhiên thì sẽ không u mê bản tính. Trong tâm thường nghĩ công danh lợi lộc nên mới có u sầu trong tâm, mới có sinh ra phiền não. Khổng Tử giải thích nói, tôi lắng nghe nhân nghĩa, không thể hành thiên hạ. Chiến loạn không thể dừng lại, cuộc chính không thể thanh minh. Đời người vài chục năm nhanh chóng qua đi, nên tôi mới cảm khái có một đấng trượng phu xé vì thế gian, không phải để kiến công lập nghiệp, mà vì để làm những sự tình này cho dân chúng. Lão Tử nói, trời đất không có người đầy cũng tự nhiên mà hành. Nhật nguyệt không có người đầy mà có trật tự ngay ngắn. Các loại chim, các loại thú không dùng người tạo mà cũng chủ phú. Đây đều là những sự tình tự nhiên phát triển. Trong đó không cần đến chúng ta phải lao tâm phiền não. Sống chết vinh nhục của con người cũng đều là đạo của tự nhiên đã định ra. Tôn trọng tự nhiên, thuận ứng với tự nhiên, trị quốc tự nhiên thanh minh, nhân tâm tự nhiên quy chính. Trong đó dùng tới để sướng nhân nghĩa lễ lạc để làm gì? Càng sướng những thứ này càng rời xa bản tính của con người. Giống như việc đánh trống tìm người, tiếng trống càng vang thì người càng chạy mất. Đoạn đối thoại thứ ba. Lão Tử chỉ tay về hướng sông Hoàng Hà nói, vì sao ông không học tập đức hạnh của nước? Khổng Tử nói, nước có hạnh gì? Lão Tử nói, thượng thiện nhược thủy, cái thiện nhất giống như nước. Nước có lợi cho vạn vật mà không tranh. Ở nơi ác của con người, đây chính là đức hạnh khiêm nhược. Sông biển rộng lớn mênh mông, cũng chỉ vì chúng có thể đặt mình ở nơi thấp. Thiên hạ không có thứ gì mềm mại như nước, cũng không có thứ gì cứng cỏi như nước. Đây chính là nhu đức. Vậy nên mềm mại có thể chiến thắng cứng cỏi. Nước không có sở hữu, nên nó có thể tự do ra vào chỗ vô. Đây chính là giáo huấn không lời. Đây chính là vô vi. Khổng Tử nói,
tôi đã hiểu rồi. Mọi người đều muốn đến chỗ cao, chỉ có nước chảy đến chỗ thấp nhất. Mọi người đều ở nơi dễ dàng, duy chỉ có nước ở nơi khó khăn. Mọi người đều ở nơi sạch sẽ, chỉ có nước ở nơi dơ bẩn. Những nơi nước chảy đến đều là những nơi không ai thích ở. Vậy nên, ai có thể tranh giành với nước được đấy? Lão Tử nói, không tranh với đời nên không ai có thể tranh với nước. Đây chính là thủy đức. Nước không đâu không có, đạo không đâu không có, nước không có thất bại, không có mà tính. Thích hợp với bản nguyên thâm sâu, làm tổn hại bản thân mình, mang đến ân huệ cho người khác mà không cần báo đáp. Đây chính là nhân đức. Chỗ tròn trịa, ắt hẳn xoay chuyển. Chỗ gấp khúc, ắt hẳn đổi hướng. Tắc nghẽn, ắt hẳn dừng lại. Khai thông, ắt hẳn sẽ chảy ra. Đây chính là thủ tín, giữ vững niềm tin. Tẩy tịnh vạn vật, chỉnh lý quân bình cao thấp. Đây chính là giỏi về xử lý ở mọi phương diện. Mọi thứ có thể nổi lên mặt nước, nhìn mọi thứ có thể rõ ràng. Gặp xung kích thì thế nước không gì có thể cản. Đây chính là giỏi về sử dụng tài năng, ngày đêm không dừng, tràn đầy rồi lại tiến về trước. Đây chính là giỏi về chờ đợi thời cơ. Thánh nhân tùy cơ ứng biến, trí giả thuận theo tự nhiên. Ông đi đâu cũng nhất định phải thủ lễ, cung kính khiêm nhường, bỏ đi bộ mặt ngạo mạn kia, bỏ đi chí hướng và dục vọng hiện lên trên nét mặt. Không thì vận khí sẽ làm người ta sợ, ai còn dám dùng ông nữa. Đoạn hội thoại thứ tư. Lão Tử nói, nếu muốn nhìn thấy động tính của đại đạo thì nhất định phải đặt tâm ở trên bản nguyên của vạn vật. Trời đất vạn vật nhìn thì thấy không giống nhau, nhưng kỳ thực bản chất là giống nhau. Đều tùy theo trời đất tự nhiên vận hành. Vạn vật không giống nhau chỉ là bề mặt, còn giống nhau là ở nội tại. Xả không giống nhau, nhìn thì thấy giống nhau mới có thể nhìn thấy đạo lý của vạn vật, sự vật. Bản nguyên vạn vật là một, không có hình dạng, không có khác biệt. Khổng Tử nói, quan sát cho đến khi tương đồng thì có gì vui. Lão Tử nói, vật và ta là một, đúng và sai. Vật là ta, sống và chết, ngày và đêm, phúc và họa, cát và hung, phú quý và bần hàn, vinh nhục, tất cả đều không có khác biệt. Trong tâm giếng xưa đã cạn nước, sẽ tự có được niềm vui. Độc giả xem qua đoạn đối thoại giữa hai vị thánh nhân, nếu như bản thân có lĩnh hội được gì thì tác giả cũng hoan nghênh bạn lưu lại vài lời ở bên dưới để cùng mọi người chia sẻ những điều tốt đẹp. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa theo dõi bài chia sẻ của chương trình. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe và chia sẻ. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, bình an và thành công trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.